Em xin chào tất cả các anh cần thủ quay trở lại video 297 của kênh em. Và buổi sáng hôm nay em gửi đến các anh một lô máy nha. Và có một lô cần nữa. Hôm nay thì có những cây cần rút mini cho các anh câu đơn câu lua. Và những cây cần Ikeda nha. Những cây 2 khúc 3 khúc cho các anh đánh đơn âm lăng xê. Và hôm nay cuối cùng sẽ có một cây 2 khúc chiều dài 3m ạ. Hôm nay có những con máy Dawa Emblem này rất tuyệt nha các anh, Ryobi, Ekushima. Và giá bên em báo là chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn máy là 30.000 và đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước cho bên em hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ bao phí ship nha. Và con máy đầu tiên là Dawa dòng Dragon X2000T. Con này hàng Thái Lan xuất nhập ạ. Thái Lan nha các anh. Thân carbon, cối là cối kim loại. Mô bi sóng, lưỡi gà kêu. Và côn của nó là côn số nha các anh. Côn số. Này. Côn chuẩn nha. Gạch cước còn nhạy. Này. Sáng bóng luôn ạ. Con này ngoại hình tốt. Này, lăng cước bên trong còn xoay, màu vàng gold nha. Con này ngoại hình tầm 85-90%. Máy chạy hai bạc đạn ạ, tay quay kim loại. Và thông số cước. Cước 2 vào 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70. Đây mời các anh xem hoạt động của máy nha. Hôm nay lô máy em lên cho các anh, tay quay đều độ trái phải được nha. Con này thì hoạt động không có tiếng kêu. Mã số là số 1, giá 320. Máy mã số 1 giá là 320. Này, mã số 1 nha các anh, hoạt động không tiếng kêu. Và tiếp theo là mã số 2. Dawa Dragon F2000MT, size thực máy cũng tầm 2000, con này cũng hàng Thái Lan xuất nhập ạ. Thái Lan xuất nhập, thân carbon, cối là cối kim loại. Những dòng này lưu nhẹ nha các anh. Lưu nhẹ, mô bin sóng, lưỡi gà kêu, côn số luôn nha. Gà cước đẹp. Còn rất là nhạy, còn sáng đẹp. Lăng cước bên trong cũng vậy, mọi chức năng máy còn hoạt động tốt. Con này cước 2 vào được 150, cước 3 vào 100 và cước 4 vào được 70. Máy chạy bạc đạn đầy đủ ạ. Tay quay kim loại luôn nha các anh. Một chiều thì có tiếng kêu nha. Một chiều máy hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều đây. Cực kỳ nhẹ nha các anh. Máy thích hợp cho các anh câu lua. Mã số là số 2, giá 330. Máy mã số 2, giá là 330. Tiếng của máy nha các anh, không phải bị xào. Nên bật hai chiều cho các anh xem. Để hoạt động bình thường nha. Đây, tiếng của máy thôi. Mã số là số 2, giá 330. Và tiếp theo là mã số 3. Một con Shimano Alivio 4000 nha. Con này size thực tầm 4000 ạ. Hàng Malaysia xuất nhập. Thân máy thân carbon, cối cũng là cối carbon. Đây mà các anh xem. Đơn âm lăng xê đều được nha. Nước sơn màu hồng tím toàn thân. Con này thì nước sơn còn sáng. Ngoại hình tốt ạ. Ngoại hình là tầm 90%. Máy chạy bạc đạn đầy đủ. Cước 3 vào được 200, cước 4 vào 150 và cước 5 vào 110. Mô bin sóng lưỡi gà kêu đầy đủ nha các anh. Và gà cước đây, cực kỳ chắc chắn luôn. Sáng bóng đây. Rất đẹp nha các anh, ngoại hình con này còn tốt. Lăng cước đây. Còn mượt nha, gà dày rất là trơn tru. Size thực tầm 4.000 ạ. Và máy đổi tay quay trái phải đều được. Một chiều, có chốt chặn. Và máy hoạt động không có tiếng kêu ạ. Và hai chiều đây. Tay quay đổi trái phải được nha các anh. Máy ngoại hình rất là tốt. Tầm 90-95%. Mã số là số 3, giá 450. Máy mã số 3 ạ, giá là 450.000. Và tiếp theo là mã số 4. Một con Dawa dòng Winter 2000 nha các anh. Con này size thực tầm 2000 ạ. Cước 2 vào 150, cước 3 vào 100. Hàng Thái Lan xuất nhập. Thân máy thân carbon nha, cối cũng là cối carbon. Và những dòng này thì côn của nó côn số hết nha các anh. Côn rất chuẩn luôn nha. Mô bin sóng lưỡi gà kêu. Gà cước nhạy ạ. Và lăng cước máy còn rất là sáng nha. Còn xoay được luôn. Này, mọi chức năng hoạt động tốt. Tay quay đổi trái phải đều được. Và một chiều có chốt chặn đầy đủ. Này, máy thích hợp cho các anh câu lua nha. Hoạt động không có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Một chiều hai chiều hoạt động còn tốt hết nha các anh. Con này mã số là số 4, giá 330. Máy mã số 4 giá là 330. Và tiếp theo mã số 5, một con máy size 2000 nha. Size 2000 hàng Cora xuất nhập dòng GS1000. Này, GS1000, con này size thực tầm 2000 nha các anh. Lua đơn, câu cần ISO đều được. Ratio của máy cao 5.2 nha. Máy chạy bạc đạn. Và cước 2 vào 150, cước 3 vào 100, cước 4 vào được 70. Mô bin là mô bin sóng, lưỡi gà kêu. Gà cước nhạy ạ. Và lăng cước của máy đây. Còn sáng nha các anh. Còn sáng, nước sơn màu bạc toàn thân.
Đấy, thiết kế cũng còn đẹp nha, thiết kế đẹp, tay quay đổi trái phải đều được, một chiều thì hoạt động có tiếng kêu, và hai chiều của máy đây. Đây cái nút bật 1-2 chiều ở dưới này nha các anh. Size thực tầm 2000, mã số cái này mã số 5, giá là 220. Máy mã số 5 giá là 220.000. Và tiếp theo mã số 6. Cái này là dòng Joy 800, size thực máy tầm là 2000 ạ, hàng Korea xuất Nhật. Thân carbon, cối là cối mũ cối nhựa. Cái này nước sơn toàn thân là màu đen nha các anh. Toàn thân màu đen bóng luôn. Ốc vít vẫn còn rất là sáng, tay quay đổ trái phải đều được nha. Cước 2 vào 150, cước 3 vào được 100, cước 2 vào 180, cước 3 vào 130 và cước 4 vào được 95. Mô bin sóng lưỡi gạt treo đầy đủ nha các anh. Và gạt cước của máy đây. Con nhạy, gạt cước còn nhạy, lăn cước sáng. Này, nước sơn màu đen nha. Còn rất là sáng. Tay quay đổ trái phải được. Màu đen nha các anh. Đen toàn thân, một chiều có tiếng kêu. Và hai chiều của máy đây. Hai chiều thì hoạt động không có tiếng kêu nha. Này. Thích hợp cho các anh lua đơn. Mã số là số 6, giá con này là 220. Máy mã số 6 giá 220.000. Máy hoãn mắt tắt nha các anh. Và tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 một con máy của hãng Olympic dòng Spark V180. Con này size thực tầm 4.000. 4.000 nha các anh, cho các anh câu sông, câu suối được nha. Ao hồ đều được, ngâm đơn ngâm lăng xê. Hàng Japan nha các anh. Japan, gạt cước còn nhạy. Làm cước của máy đây. Ray dây trơn tru nha. Xe thực máy tầm 4.000 ạ. Máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn. Và tay quay là tay quay kim loại. Này, tay quay kim loại. Một chiều có chốt chặn và máy một chiều hoạt động có tiếng kêu. Hai chiều của máy đây. Hoạt động mượt nha các anh. Hoạt động còn mượt. Này, máy chạy bạc đạn đầy đủ luôn. Olympic hàng Japan mã số 7 giá là 370. Máy mã số 7 giá là 370.000. Và tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 Ryobi dòng Ekushima XS3000 nha các anh. XS3000 và con này size thực tầm là 5.000 ạ. Máy size thực 5.000 hàng Japan. Thân carbon, cối là cối kim loại nha các anh. Đây mà các anh xem, mô bin sóng nha, lưỡi gà không kêu. Gạt cước thì vẫn còn chắc chắn. Này, hoạt động còn nhạy, lăn cước sáng, màu bên trong màu nâu bóng nha. Đây, ray dây còn rất là trơn tru. Xài thực máy tầm 5.000 và cái phần cố của nó nha các anh, nó có xây xước theo 5 tháng. Đây mà các anh xem, thông số cước, cước 4 vào 200, cước 5 vào 150 và cước 6 vào được 100. Máy chạy 2 bạc đạn. Chạy 2 bạc đạn nha và ratio là 4.7. Một chiều của máy hoạt động có tiếng kêu. Và hai chiều đây ạ. Tay quay kim loại nha các anh, rất là chắc chắn. Này, kim loại nha. Và mã số này mã số 8, giá là 420. Máy mã số 8 giá là 420. Và tiếp theo mã số 9 là một con Daiwa dòng Emblem. Emblem S3005IA. Con này size thực tầm 5.000. Tầm 5.000 nha các anh. Đơn ngâm các anh đánh lục đầu cần được nha. Máy hàng Japan. Thân carbon, cối là cối kim loại. Mô bin sóng lưỡi gà kêu đầy đủ luôn. Mô bin sóng lưỡi gà kêu đầy đủ và gạt cước của máy đây. Còn sáng nha các anh, hoạt động còn rất là nhạy luôn. Lăn cước bên trong thì màu vàng gold nha, có vòng tre bên trên. Con này cước thông số cước, cước 4 vào 200, cước 5 vào 150 ạ. Nước sơn bên ngoài thì cũng còn tương đối. Còn tương đối nha các anh, tay quay kim loại tay quay kim loại đây. Một chiều có thắng ABS. Này, hoạt động cực kỳ mượt nha các anh, hoạt động không có tiếng kêu. Và hai chiều máy đây ạ. Tay quay mình đổ trái phải được nha. Và mã số là số 9, giá 800. Máy mã số 9 giá là 800 ạ. Daiwa Emblem. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 nha các anh, con này dòng Atlas RZ3000, size thực máy tầm 6.000 nha. Các anh đánh lục câu biển đều được. Này, câu biển thì con này không bị muối ăn nha các anh. Mô bin là mô bin sóng, lưỡi gà không kêu. Đây, lưỡi gà không kêu nha. Gạt cước của máy còn chắc chắn. Và lăn cước bên trong còn sáng ạ. Cực kỳ sáng luôn nha các anh. Đây mà các anh xem. Con này hàng Korea xuất Nhật. Nó là một là hàng Bangladesh nha các anh, hoặc là hàng Japan. Bangladesh hoặc Japan, nó bị rơi tem đây, không biết được là hàng
của nước nào sản xuất nha các. Này, màu xanh toàn thân. Hoạt động mọi chức năng còn tốt nha, tay quay đổi trái phải đều được. Này, tay quay thì các anh có thể gập gọn vào, tay quay kim loại nha. Một chiều có chốt chặn và có tiếng kêu. Ratio của máy là 4.67 ạ. 4.67 và hai chiều đây. Hoạt động vẫn còn tốt nha các anh. Size thực tầm 6.000, mã số là số 10, giá 370. Máy mã số 10, giá là 370.000. Và tiếp theo là mã số 11. Shimano dòng MixZ nha các anh, MixZ và size thực con này tầm 5.000. Máy hàng Japan ạ. Japan nha các anh, toàn thân hợp kim. Một bên là một bên sống, lưỡi gạt kêu nhỏ nha. Và gạt cước đây. Còn chắc chắn hay gạt cước còn đẹp nha, rất sáng. Răng cước bên trong còn đẹp luôn ạ. Này, mọi chức năng máy còn hoạt động tốt. Cái này thì ratio là 4.8. Ratio 4.8 ạ. Và thông số cước, cước 4 vào 315, cước 5 vào 265 và cước 6 vào được 192. Đây mà các anh xem hoạt động của máy nha. Một chiều thì sẽ có tiếng kêu, này, tiếng kêu nhỏ thôi. Hoạt động vẫn còn mượt nha, và hai chiều đây ạ. Xe này các anh đánh lục cũng được nha, mã số là 11, giá 450. Máy mã số 11, giá là 450.000. Và tiếp theo là mã số 12, là một con máy đua chuột của hãng Olympic dòng Spinliner CX1000 nha các anh. 1.000 là tên của máy, còn xe thực nó tầm 4.000 nha. 4.000, này, đuôi chuột vẫn còn hoạt động bình thường. Máy Olympic của hãng Japan. À, hãng Olympic hàng Japan nha các anh. Đây, nội địa Nhật. Thân hợp kim. Cối là cối carbon ạ. Và mô bin sóng nha. Lưỡi gà kêu to. Gạt cước thì vẫn còn rất là chắc chắn. Và lăn cước của máy đây. Bên trong sáng nha. Còn xay cho các anh luôn. Xay thực 4.000. Máy chạy bạc đạn đầy đủ ạ. Và đây mà các xem hoạt động của máy. Một chiều có chốt chặn và một chiều máy sẽ có tiếng kêu. Này, một chiều có chốt chặn và một chiều máy có tiếng kêu nha. Hai chiều đây. Này, mọi chức năng còn hoạt động tốt. Thông số cước là cước 3 vào mắt được 345, cước 4 250 và cước 5 vào được 195. Mã số 12, giá máy là 350.000. Máy đua chuột của hãng Olympic ạ. Mã số 12, giá 350. Và tiếp theo, mã 13 là một cây cần rút nha các anh. Một cây cần rút mini. Nè, mở ra xem. Này, em lên cần cho các anh. Cái này thì cần lưu rút nha các anh. Dòng Patrod, hàng China xuất Nhật ạ. Mã có tên vàng vẫn còn đầy đủ nha. Và chiều dài của nó là 1m68. 1m68. Thông số tải mồi từ 1 đến 4 gram. Tải cá là từ 2 đến 6 lb. Bát là bát hãng bát vặn. Nước sơn đây nha các anh, nước sơn màu hồng, phôi carbon xoắn, khá đẹp nha. Cần đi kèm tổng cộng là 5 lóng ạ. Đây, 5 lóng cho các anh. Đây mời các anh xem. Ngọn của cây này ngọn 1.3 ly. Và cần đi kèm tổng cộng 3 khuyên chạy nha các anh. 3 khuyên chạy. Tải mồi của nó 1 đến 4 gram. Nhưng mà cần rất là cứng nha. Cần rất cứng, đây mời các anh xem. Đây, rất cứng nha, độ cứng nó khoảng tầm ML đến M nha. ML đến M. Phôi carbon xoắn toàn thân. Khuyên đi kèm là khuyên hãng, khuyên bách hãng hết ạ. Cái này nước sơn mới khoảng tầm 85-90%. Và trọng lượng của cần là 86g. Cái này mã số 13, giá là 500 ạ. Cần mã số 13, giá 500. Và tiếp theo là mã số 14. Một cây cần rút mini. Chất liệu fib, chiều dài là 2m1 nha. 2m1. Chất liệu là fib ạ. Và ngọn của cây này ngọn 1.5 ly. 1.5 ly nha các anh. Nước sơn bên trong toàn thân màu xanh luôn. Này, toàn thân màu xanh. Chiều dài 2m1, độ cứng khoảng tầm 15. Tầm 15 ạ. Này, thích hợp cho các anh câu cảm giác nha. Cần nhỏ gọn, tiện lợi mang theo. Này, bỏ cốp xe cũng được. Dàn khuyên thì nó có hơi bị rỉ ở chân khuyên nha các anh. Nó không ảnh hưởng đến xứ bên trong nha. Khuyên là khuyên hãng. Bát cũng là bát hãng, bát vặn. Tay cầm cái mút ạ. Và trọng lượng cây này là 130g. Mã số 14, giá cần là 200 nha. Còn mã số 14, giá là 200. Và tiếp theo là mã số 15. Một cây cần rút mini dòng Bactic. Chiều dài cần là 2m1. Cây này độ cứng 10. Này, độ cứng 10 cho các anh câu
cảm giác nha. Cậu có cảm giác dòng cá phần của hãng Suyumi, chất liệu carbon, tay cầm là cán mút nha, và bát là bát hãng bát vặn. Ngọn cân ngọn 1.3 ly, đây mở ra xem. 1.3 ly nha. Đi kèm tổng cộng là 5 lóng. Nước sơn bên trong cũng là màu xanh. Và khuyên của nó là khuyên hãng nha các anh. Khuyên hãng 2m1 độ cứng 10. Độ cứng cho các anh câu có cảm giác nha. Và trọng lượng cây này là 109g, mã số 15. Giá cần là 500. Cần mã 15, giá là 500. Đây dàn khuyên còn sáng bóng nha. Cần rút mini. Tiếp theo mã 16. Cây này có dàn khuyên rất đẹp nha các anh. Đây, chiều dài là 1m8. Và thông số tải mồi là từ 5 đến 10 à, 3 đến 7 gram. Tải cá là từ 5 đến 10 lb. Cây này nước sơn của nó màu trắng, khá là sáng. Bát là bát hãng, bát vặn. Tay cầm cán mút ạ. Cán mút nha các anh. Đây, chất liệu carbon. Và ngọn cần là ngọn 1.9 ly. Đây mời anh xem. 1.9 ly nha. Khuyên đi kèm là khuyên hãng. Phôi carbon xoắn đây. Nước sơn màu đen. Này, tải mồi của nó từ 4 đến 3, từ 3 đến 7 gram nha các anh. Mà độ cứng của nó đây. Độ cứng khoảng tầm ML nha. Tầm ML cho các anh ạ. Ngọn 0.9 ly và trọng lượng là 113g. Này, dàn khuyên khuyên hãng nha các anh. Khuyên còn rất là sáng luôn. Sáng bóng. Này, khuyên nguyên zinc nha các anh. Nguyên zinc. Này, nguyên zinc. Và mã số là số 16. Giá cái này là 500 ạ. Cần mã 16. Giá là 500. Trọng lượng 113g, rất nhẹ nha các anh. Và tiếp theo là mã số 18. Mã số 17. Mã 17, một cây cần rút mini. Cây này có chiều dài là 1m8 nha các anh, dòng backdrop luôn. Hàng China xuất nhập, tem vàng vẫn còn. Mã có đầy đủ nha các anh. Cây này thì thông số tải mồi là từ 1 đến 4 gram và tải cá là từ 2 đến 6 lb nha. Ngọn cần ngọn 1.5 ly. Và đi kèm tổng cộng 2 khuyên chạy ạ. Đây, phôi carbon xoắn nổi toàn thân. Nước sơn màu xanh rất là sáng nha các anh. Rất sáng cái này. Khuyên là khuyên hãng. Đây, nó tải mồi thấp nhưng mà độ cứng của nó đây nha các anh. Tầm ML. Tầm ML cho các anh ạ. Độ cứng tốt nha. ML đến M. Rất thẳng nha các anh. Vần ra rất thẳng. Khuyên là khuyên hãng nha. Và trọng lượng là 89g. Cây này mã 17, giá cần là 500. Còn mã số 17, giá là 500 ạ. Và tiếp theo là mã số 18. Một cây cần Ikeda, cần khoảng Ryobi, chiều dài 1m8. Cây này nước sơn màu đen nha các anh, khá sáng. Khuyên là khuyên Fuji, lọ sứ xám luôn. Và bát là bát máy là bát Fuji FS6 bát xếp ạ. Tay cầm quấn chỉ quấn dây mây nha, có dây buộc bảo hiểm đầy đủ. Và ngọn cây này là ngọn 0.4 ly. Đây mở xem, 0.4 ly nha. Này, độ cong của nó rất tuyệt nha các anh. Này, cong chữ O luôn. Này, cong chữ O cho các anh nha. Này, câu cực kỳ cảm giác. Dòng cá rất tuyệt. Này, nước sơn màu đen. Màu đen nha, cần Ikeda của hãng Ryobi, chiều dài 1m8. Ngọn 0.4 ly và trọng lượng là 90g. Cây này mã 18, giá cần là 350. Cần mã số 18, giá là 350 ạ. Và tiếp theo là mã số 19. Cây này của hãng Ryobi nha, chiều dài là 2m7. Nước sơn màu đen. Này, cần Ikeda nha các anh. Khuyên của nó là khuyên hãng, khuyên sứ trắng. Và bát là bát Fuji FS5. FS5 nha các anh, bát xếp, tay cầm đây. Tay cầm thì nó làm nhám nha. Cầm rất chắc chắn. Và ngọn cần là ngọn 0.8 ly. Đây có đi kèm lắp chụp nha các anh. Cái nào đi kèm lắp chụp thì em sẽ gửi kèm cho các anh luôn nha. Này, 0.8 ly. Độ cứng của nó đây. Này, độ cứng đây nha các anh. Ngọn 0.8 ly. Cần có 3 lóng nha. 3 lóng. Chiều dài 2m7. Và cây này có trọng lượng là 118g, mã số 19, giá cần là 350. Cần mã 19 nha các anh, giá là 350.000. Này, cần Ikeda nha, Ryobi, chiều dài 2m7. Và tiếp theo là mã số 20. Mã 20 nha các anh. Cây này của hãng Suyumi, chiều dài là 2m1,
Độ cứng còn là 15 nha. Độ cứng 15. Bát máy là bát Fuji F6 bát xếp ạ. Và tay cầm được uốn chỉ cực kỳ chắc chắn nha. À, còn rất là chắc chắn luôn. Chiếc sơn cây này dạng màu đỏ hồng. Và khuyên là khuyên Fuji loại sứ trắng. Cần đi kèm tổng cộng là hai lóng ngọn 0.9 ly. À, 0.9 ly nha các anh. Và dạng khuyên là khuyên hãng nha. Đây khuyên hãng 2m1 độ cứng 15. Cần ra thẳng tắp luôn nha các anh, ngọn không võng luôn. Và trọng lượng là 168 g. Cái này mã số 20. Giá cần là 300. Cần mã số 20, giá là 300 ạ. Cần quặng Suzumi nha, chiều dài 2m1. Và tiếp theo mã 21 là cây 3 khúc của hãng Olympic. Cái này có chiều dài là 2m4 ạ. 2m4. Độ cứng nó khoảng tầm là 30-50. Này, độ cứng tốt nha các anh, tầm 50 cho các anh ạ. Này. Còn ngọn cứng nha, ngọn lớn ngọn 3.3 ly và đi kèm là hai cái chuông cho các anh luôn nha. Nước sơn cây này thì còn khá là sáng, còn được khoảng tầm 80-85%. Khuyên là khuyên hãng, khuyên loại sứ trắng. Khuyên cái là một khuyên gập nha, chính hãng Olympic luôn ạ. Tay cầm của nó cán gỗ. Này, nước sơn còn rất tuyệt nha. Nước sơn sáng bóng luôn, cây này ngoại hình tốt. Bát là bát hãng bát vàng ạ. Và trọng lượng còn là 386 g, mã số 21 giá là 350. Còn mã 21 giá 350.000. Và tiếp theo là mã số 22 là một cây 3 khúc còn của hãng Olympic nha. Chiều dài cây này là 2m7, độ cứng 80, độ cứng cao, canh đánh biển được nha. Và bát là bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm của nó thì có dính keo nha. Cái này về canh về xử lý giúp em ạ. Nước sơn màu gỗ. Nước sơn màu gỗ nha các anh. Và khuyên là khuyên Fuji loại sứ xám. Đây, nước sơn màu gỗ toàn thân nha. Và ngọn cần. Ngọn cây này là ngọn 1.9 ly. Đây, mở xem độ cứng 80 nha. Độ cứng tốt. Đây, cứng 80 cho các anh. Nước sơn màu nâu bóng toàn thân luôn. Và trọng lượng cây này là 324 g, mã số 22. Giá cần là 300 ạ. Cần mã 22, giá là 300 nha. Và tiếp theo là mã số 23. Mã 23 là một cây cần 3 khúc. Chiều dài là 2m7, cần của hãng Daiwa. Độ cứng cái này độ cứng 50 ạ. Rất vừa đánh nha các anh, không quá cứng, không quá mềm. Là hàng Cora xuất Nhật nha. Nước sơn màu nâu cam. Này. Nó sáng nha các anh, nó sáng hơn cây lúc nãy. Bát là bát Fuji, bát vặn. Này, cái bát sáng bóng luôn nha. Ngoại hình còn tốt, tay cầm thì được làm nhám và có in chữ Daiwa luôn. Này. Daiwa và logo nha. Khuyên là khuyên Fuji, loại sứ xám. Fuji sứ xám và ngọn cây này là ngọn 1.6 ly. Độ cứng 50 nha các anh. Ngọn là ngọn đặc ngọn tháp nha. Và trọng lượng cần là 316 g, mã số 23. Giá cây này là 500. Còn mã số 23, giá là 500 ạ. Và tiếp theo là mã số. Và tiếp theo là mã số 24 nha, một cây cần 2 khúc, 2 ngọn. Cần có chiều dài là 2m1 ạ và một ngọn độ cứng 30, một ngọn độ cứng 50, hàng Cora xuất Nhật. Cái này chất liệu là phíp. Chất liệu phíp nha các anh. Đây khuyên đây. Khuyên Fuji nha, loại sứ xám. Nước sơn cây này màu đỏ toàn thân, còn khá sáng, nước sơn cây này còn đẹp. Bát máy là bát Fuji, bát vặn. Và tay cầm cái ngút ạ. Này, cầm cực kỳ chắc chắn nha. Phíp đỏ đây. Phíp đỏ nha các anh. Đây mở ra xem. Hai ngọn nha. Các anh có thể câu cảm giác và câu vừa. Không quá cứng, không quá mềm. Ngọn cần một ngọn là 1.6 ly và một ngọn 2.3 ly. Trọng lượng cần là 250 g. Này, nước sơn toàn thân còn tốt nha. 250 g, mã số 24. Giá cây này là 550. Cần mã số 24, giá là 550.000. Và tiếp theo là mã số 25 nha các anh. Một cây cần 2 khúc. Chiều dài là 2m1 ạ. 2m1 và cây này độ cứng khoảng tầm 30. Cứng tầm 30 nha các anh. Ngọn cần là ngọn 1.4 ly. Đây, dạng ngọn đặc ngọn tháp nha. Và khuyên của nó là khuyên Fuji loại sứ xám. Này, khuyên Fuji loại sứ xám. Đây, chất liệu carbon nha các anh. Phôi carbon xoắn đây. Và bát máy là bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Tay cầm cây này cái mút nha, cái mút nước sơn màu đen. Này, còn khá sáng ạ.
khoen Fuji loại xứ xám và trọng lượng là 218 g, mã số 25, giá cây này là 650 ạ. Còn mã số 25 giá là 650.000. Và tiếp theo là mã số 26, một cây cần 2 khúc khoảng Ryobi, chiều dài 2m1, độ cứng 50. Này, ngọn đặt ngọn tháp hết nha các anh, ngọn chịu lực cho các anh ạ. Này, độ cứng 50 nha. Và ngọn cần là ngọn 1.7 ly, khoen là khoen Fuji, lọ sứ trắng ạ. Fuji sứ trắng, đây, nước sơn bên ngoài có xây xước nha các anh. Này, hàng bãi về không tránh khỏi nha. Tình trạng cần như này em báo rõ cho các anh luôn, đó là bách hãng, bách vặn. Tay cầm cán gỗ, cái này các anh có thể sơn lại nha, sơn lại cho nó đẹp hơn. Và trọng lượng cần là 286 g, mã số 26, giá cần là 300. Cần mã 26 giá là 300 ạ. Và tiếp theo là mã số 27, là một cây 2 khúc cần của hãng Daiwa, chiều dài 2m4, độ cứng cây này độ cứng 50 nha các anh. Độ cứng 50, thích hợp cho các anh cầu đơn ngâm lăng xê đều được nha. Bát là bát Fuji F7, bát xếp. Bát này các anh gắn máy lớn thoải mái. Và tay cầm thì được uốn chỉ, cực kỳ chắc chắn. Này, cần chất liệu fit nha các anh. Chất liệu fit, khoen là khoen Fuji, lọ sứ trắng. Và ngọn cây này là ngọn 1.6 ly. Này, ngọn 1.6 ly, ngọn đặt ngọn tháp nha, nó sẽ chịu lực hơn cho các anh. Này, nó sẽ chịu lực hơn nha. Và trọng lượng cây này là 235 g, mã số 27. Giá cần là 400 ạ. Còn mã 27 nha, giá là 400. Và tiếp theo là mã số 28. Mã 28 là một cây 2 khúc, chiều dài 2m4. Cây này độ cứng từ 50 đến 80 ạ. 50 80 nha các anh. Để mà các xem. Khoen là khoen Fuji loại sứ xám nha. Chất liệu là carbon ạ. Và bắt máy là bắt Fuji chữ vàng, bắt xếp à bắt vặn nha các anh, bắt vặn. Và tay cầm đây được cuốn chỉ, cuốn chỉ cực kỳ chắc chắn nha, cán mái chèo. 2m4, độ cứng 50 đến 80 ạ. Đây mà các xem. Và ngọn cây này là ngọn 1.9 ly nha. Ngọn đặt ngọn thép luôn, ngọn 1.9 ly, độ cứng 50 đến 80. Và trọng lượng cần là 346 g. Còn mã 28, giá cây này là 650.000. Còn mã 28, giá là 650.000. Và tiếp theo là mã số 29. Một cây cần 2 khúc, chiều dài 2m7, chất liệu là fit nha các anh. Chất liệu fit, cây này nước sơn màu đen còn khá sáng. 2m7, độ cứng khoảng tầm 50 đến 80, độ cứng tốt, độ cứng cao nha. Cây này các anh đánh biển được. Cứng 50 80, ngọn đặt ngọn thép. Và ngọn cần là ngọn 2.1 ly. 2.1 ly nha. Nước sơn màu đen toàn thân, là phía mặt dưới nha các anh. Mặt dưới nó có bị một cái vết xước sơn dài. Không ảnh hưởng đến phôi bên trong nha. Là không dập không gãy nha các anh. Này, hàng bên em đến thì các anh cứ kiểm tra hàng. Này, không dập nha. Nước sơn màu đen toàn thân. Bát là bát Fuji F7, bát xếp, bát chữ vàng nha. Đây tay cầm đây, uốn chỉ cực kỳ chắc chắn luôn. Và trọng lượng cần là 401 g, mã 29 giá là 430. Còn mã 29 giá 430. Và tiếp theo là mã số 30, là một cây cần 3 khúc, cần khoảng Daiwa, chiều dài 3m9 nha các anh. 3 khúc 3m9 và độ cứng cây này khoảng tầm là 25 đến 27 nha. Ngọn cần cây này ngọn là 3.6 ly. 3.6 ly, độ cứng 25 đến 27 nha các anh. Đây nó có bị oxy hóa ở ngay cái chân đầu bu, không ảnh hưởng đến hoạt động nha các anh. Đây, sứ bên trong vẫn còn rất là sáng. Và khoen cũng là khoen hãng. Khuyên cái là một khuyên gập, này khuyên chính hãng Daiwa luôn ạ. Đây mà xem, khuyên hãng hết nha các anh. Chân khuyên nó có bị muối ăn nha. Cái này mình có thể vệ sinh. Có thể vệ sinh được. Và bát là bát hãng, bát vặn. Bát này các anh gắn máy to thoải mái nha. Gắn máy lớn thoải mái luôn. Và trọng lượng của cần là 784 g. Cái này mã số 30, giá là 450.000. Còn mã số 30 ạ, giá là 450.000 nha. Còn 3 khúc 3m9. Và tiếp theo, mã cuối cùng, mã số 31, là một cây 2 khúc. 2 khúc của hãng Ryobi, chiều dài 3m, độ cứng 50 nha các anh. Hàng Malaysia xuất Nhật. Đây, độ cứng 50, không quá cứng, không quá mềm nha. Rất vừa đánh luôn. Này,
3 mét nha các anh, 3 mét cần 2 khúc. Và cái này chất liệu là carbon nha, dàn khuyên đi kèm là khuyên Fuji loại sứ xám. Là Fuji sứ xám, cái này nước sơn màu xanh rêu. Này bát là bát hãng à, bát là bát Fuji, bát vặn nha các anh. Và tay cầm của nó là cán mút. Này, cán mút nha, nước sơn cũng màu xanh luôn. Chất liệu carbon. Khuyên Fuji loại sứ xám. Và ngọn cân ngọn 3 ly. Trọng lượng cây này là 440 g, mã số cuối cùng 31 nha các anh. Giá là 700. Hai khúc 3 mét nha, độ cứng 50, mã 31 giá 700. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video cần chiều nay của em ạ. Hẹn gặp lại các anh và chúc các anh đi câu rực rỡ nha.